Alo, chào anh em. Hôm nay mình chia sẻ cho anh em cái mẹo bắt cầu tài xỉu trên con cái bài đổi thưởng này nhá. Đối với game tài xỉu online thì bây giờ nó có rất là nhiều game khác nhau anh em ạ. Cái quan trọng là anh em nên chọn cái con game mà nó uy tín, xanh chín ấy, thì anh em sẽ có cái tỷ lệ thắng rất là cao. Anh em mà chơi những cái con game mà nó không uy tín thì anh em chơi 100% sẽ thua anh em ạ. Để mà chọn game uy tín á thì anh em nên chọn con game nó đông người chơi nhá. Bất kể con game nào vậy thôi, cứ đông người chơi thì anh em nên chơi cho mình. Hiện tại con game này cũng là đang thuộc trong cái top là game thịnh hành nhất anh em ạ. Giờ để xem cầu đang đi 1-1 anh em này. Xem hôm nay kiếm được bao nhiêu nhá. Vốn mình đang có khoảng là 50 củ. Mình sẽ đánh một tay 10 củ anh em ạ. Đánh một tay tài này 10 củ nhá. Cầu đang rất là đẹp này. Rất là đẹp luôn anh em ơi. Nổ hũ đi, nổ hũ không? Không nổ anh em ạ. Nếu mà nổ thì nó cộng tiền rồi. Đang có cái hũ đâu đó là trên 24 tỏi nhá. Vậy mà không nổ anh em ạ. Cầu 1-1 thì rất là đẹp này. Trước đó thì có cầu 22. Nói chung thì cầu này đi cũng khá là ngắn anh em ạ. Rồi tay này sẽ làm chục củ tiếp nhá. Hôm nay kiếm lấy khoảng tầm độ trên 20 củ anh em ạ. Đấy là một cái mục tiêu cũng khá là lớn đấy. Nhưng mà mình sẽ cố gắng đạt được cái mục tiêu này nhá. Khi anh em chơi bất kể con game tài xỉu online nào cũng vậy thôi, anh em nên đặt một cái mục tiêu. Ví dụ như anh em chốt lãi khoảng 5% hoặc 10% hoặc là 15-20% trên vốn trên ngày chẳng hạn. Đó, anh em nên đặt mục tiêu. Khi đạt đủ cái mục tiêu á thì anh em nghỉ nhá. Anh em mà càng đặt mục tiêu lớn á thì cái tỷ lệ thực hiện được sẽ rất là khó luôn anh em ạ, nó sẽ rất là ít. Đó, anh em mà đặt mục tiêu nó nhẹ nhàng á thì anh em thực hiện nó sẽ rất là dễ. Bất kể con game nào vậy thôi. Đa số là anh em thua là do cái lòng tham là nhiều. 2, 3, 4, xỉu 9 anh em ơi. Cầu 1, 1 đẹp quá nhờ. Đẹp như tranh vẽ luôn anh em ạ. Anh em thấy không? Đi rất là dài này. Mình sẽ đếm thử xem bao nhiêu tay nhá. Đấy, khoanh lại đếm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tay anh em ạ. Quá kinh khủng. Tay này mình sẽ đánh tiếp nhưng mà mình sẽ đánh giảm lại nhá. Đánh 3 củ thôi bởi vì nó đi dài á. Khi mà nó đi dài rồi anh em ạ thì có khả năng cao là nó sẽ ngắt đấy. Bất kể là con game nào cũng vậy thôi, không bao giờ có chuyện là nó đi mãi được đâu anh em. Kiểu gì cũng có đoạn là nó sẽ ngắt đấy anh em ạ. Nên là tay này mình sẽ đánh giảm giảm đi nhá. Xem ok hay không đây. Đối với game tài xỉu online bây giờ thì nó có rất là nhiều các tựa game khác nhau nhá. Anh em mà không tỉnh á chơi rất dễ là dính cái con game lừa đảo anh em ạ. Cái lừa đảo thường thường là nó tạo ra kiểu là nó fake những con game mà đông người chơi ấy, hoặc là nó quảng cáo, nó tạo ra nó quảng cáo rất là nhiều ở trên mạng xã hội. Anh em mà kiểu nhẹ dạ cả tin là rất dễ bị lừa nhá. Thua đúng còn một thôi, vẫn húp anh em ơi, mình không dám đánh lớn nữa, nhưng mà đánh như vậy thì nó sẽ chắc ăn hơn anh em ạ. Thường thường thì cầu mà cứ đi ngắn là mình đánh kiểu cầu nghịch, còn cầu nó thuận thì đánh cầu thuận anh em ạ. Nhưng mà cái cầu này thực sự là nó đi 1-1 khá là dài. Trước đó có xỉu 3 và tài 18 mà cũng không nổ hũ này. Quả hũ thì khá là lớn anh em ạ. Ở trên cái bàn này nó hay một cái là nó có một cái hũ nhá. Đó, cái bàn là rồng xanh này, nó có một cái hũ. Nếu như may mắn là nổ là ngon đấy. Mình cũng đã có một lần là nổ được mấy trăm củ rồi đấy anh em ạ. Có một lần là cũng chơi là nổ mấy trăm củ. Còn cái loại nổ mà kiếm vài chục củ là chuyện bình thường. Đó, còn lần nổ nhiều nhất là đâu đó là khoảng rơi vào khoảng tầm độ hơn 300 củ. Quá là kinh khủng luôn anh em. Vốn kể chỉ có 20 củ mà nó lên đâu đó là khoảng hơn 300 củ anh em ạ. Rồi là xem tay này thế nào. Hỏng rồi, đứng rồi. Đánh tài mà đánh xỉu mà nặng 63 thì chỉ có oẳng thôi anh em ạ. Khoảng thôi. Ok nhá, cầu này thì vẫn đánh được cầu ngắn nhưng mà để xem nào. Có thể là nó sẽ đứng đấy anh em ạ, cầu mà nó đi 1-1 dài rồi á là nó sẽ có cái xu hướng là cầu đứng ấy, không bao giờ đi ngắn mãi đâu anh em. Anh em thấy không? Rất là lâu rồi nó mới có một cái đoạn đứng là ba tay này. Và hiện tại thì đang đứng hai tay.
Với cái cầu này anh em ạ thì mình sẽ vẫn đánh công nghịch nhá. Ok chưa? Đánh 5 củ này để xem có ok không. Vẫn đánh là cầu cầu theo kiểu dạng cầu nghịch. Thường thường thì mình chơi theo cái kiểu là hai tay mà thua thông á thì mình mới đổi cách đánh. Rồi, đẹp luôn anh em ạ. Nét chưa? Nét căng luôn nhỉ. Quá ngon lành luôn anh em ơi. Quá ngon lành luôn anh em ạ. Rồi ok nhá, vẫn đánh cầu nghịch được đấy anh em. Cầu này mình vẫn chiến được cầu nghịch này. Cầu 1-1. Thực sự với anh em là đi dài thật đấy. Dài thực sự luôn nhỉ. Để xem có húp được hay không đây. Xem lại có húp được hay không nhá. Ok ngay nhỉ. Nếu mà đứng à, nếu mà sang một phát nữa là ok ngay đấy anh em ạ. Xem nào, nhiều chân đi em ơi. Rồi rồi rồi. Đổ ma nó cày thế nhỉ. Nó chỉ cần lên cho mình con 3 thôi là húp rồi anh em ạ. Lên con 2 đau nhỉ. Đánh tài mà nặn thấy 2 chân 4 là cũng là đẹp rồi đấy anh em. Không ngờ rằng nó lại cho một con 2 nữa. Rồi không sao cả, chuyện bình thường mà. Nó đi cầu 22 rồi, bây giờ mình sẽ làm 5 củ nhá. Ok cho anh em, làm 5 củ. Để xem mà ta này liệu có húp được hay không đây. Xem húp được không. Ok nhá. Nói chung thì cầu này anh em ạ, cầu này mình vẫn sẽ đánh theo cái xu hướng là cầu ngắn thôi. Trước đó cũng có đoạn cầu 22 đẹp không này. Đó, tay này đánh 5 củ nhá. Để xem hút được cái này không đây. 5 củ tay này. Giầy chân. Rồi ok, đẹp luôn anh em ơi. Như vậy là mình đang lãi đâu đó là 25 củ anh em ạ. Với cái mức lãi này chốt thì quá là đẹp rồi anh em nhá. Mình sẽ không chơi nữa anh em ạ. Khi mà chơi game á, anh em nên có một cái mục tiêu gọi là chốt lãi cho nó hợp lý với số vốn. Mình đang lãi khoảng 25 củ là một cái mức lãi cũng khá là khủng rồi. 50% trên vốn là một cái mức lãi cũng khá là đẹp nhá. Ok chưa? Anh em nào thấy video hay cho mình xin một like, một subscribe ủng hộ mình nhá. Mình sẽ liên tục chia sẻ cho anh em những cái mẹo đánh mà nó cảm thấy ok nhất sẽ chia sẻ cho anh em nhá. Rồi, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.